Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn còn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường thêm, nên toàn miền Bắc Bộ trời vẫn còn rắc, vùng núi rắc đậm, có nơi vẫn rắc hại. Dự báo trong đêm nay, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng rắc buốt. Mức nhiệt ở vùng núi tiếp tục trong khoảng từ 4 đến 7 độ. Còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng từ 8 đến 11 độ. Sang đến ngày mai, miền Bắc trời có nắng sớm, cảm giác buốt giá giảm dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía Bắc tăng dần lên ngưỡng từ 14 đến 16 độ. Ở các tỉnh trung du và đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ tăng lên ở mức từ 16 đến 18 độ. Dự báo đến ngày 27 tháng 2, miền Bắc sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới cực mạnh tăng cường tràn xuống nước ta. Tình trạng rét đậm rét hại tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Một đợt mưa lớn xuất hiện trong những ngày sau đó. Lưu xuống khu vực miền Trung, mưa chỉ xuất hiện rải rác ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến khu vực Bình Định chủ yếu về đêm và sáng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ tăng lên mức từ 16 đến 19 độ. Trời vẫn còn rất đậm. Với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi thì nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Trời rất về đêm lạnh ban ngày. Trong khi ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, ngày mai trời nắng nên nhiệt độ cao từ 27 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, không khí lạnh cũng đã tác động đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, làm cho nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm ở cả hai khu vực này đều giảm. Tại vùng cao Tây Nguyên, trời rắc về đêm và sáng. Ở khu vực Nam Bộ, trời lạnh về sáng sớm. Sáng đến trưa chiều, cả hai khu vực này trời có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ với ngưỡng nhiệt từ 30 đến 33 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông. Vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.